thưa quý vị khán giả sẽ có một ngày mà trí tuệ nhân tạo AI nhận giải Nobel văn chương điều này chắc chắn chỉ có trong viễn tưởng do chính nó viết. ở nhưng mà ngay lúc này đây thực sự AI đã tham gia viết truyện nè làm thơ với tốc độ tên lửa ChatGPT đã làm thế giới của chúng ta đảo lộn. Trong lĩnh vực y tế, nếu như trước đây với hầu hết các bệnh nhân, AI trong y học gợi nhớ đến robot y tá được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản thì nay ứng dụng AI và khai thác dữ liệu y tế trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh và xây dựng nền y tế thông minh của nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam nữa. Ước tính thì thị trường công cụ chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi AI dự kiến sẽ vượt con số là 34 tỷ đô la vào năm 2025 tới đây. Tại Việt Nam thì sau nhiều năm nghiên cứu một nữ giáo sư, bác sĩ đã giúp Việt Nam của chúng ta ghi danh vào một trong những quốc gia ứng dụng AI vào lĩnh vực nội soi tiêu hóa. Vậy thì giá trị của AI như thế nào? Dự án nghiên cứu trong nội soi tiêu hóa đã mở ra khả năng gì trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ sức khỏe cho cộng đồng? Những thắc mắc này sẽ được chúng tôi giải đáp trong chương trình Việt Nam On tuần này. Nhưng trước khi đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng làm quen với vị khách mời của chương trình qua đoạn clip ngay sau đây thưa quý vị. Dù còn khá trẻ nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Việt Hằng đã đảm đương nhiều vị trí quan trọng. Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nội soi Can thiệp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Tiêu hóa Việt Nam. Chị trở thành tiến sĩ khi mới 29 tuổi và là Phó Giáo sư trẻ nhất ngành y ở tuổi 34. Bác sĩ Đào Việt Hằng đã xuất bản hai đầu sách, điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần năm 2017 và bệnh lý tự miễn dị ứng đường tiêu hóa năm 2018, 4 bài báo quốc tế và 60 bài báo trong nước vâng thưa quý vị đó là những hình ảnh về phó giáo sư tiến sĩ đào việt hằng nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay và bây giờ thì chị đã có mặt tại trường quay của chương trình việt nam on để cùng chúng ta trò chuyện vâng ạ à, xin chào chị đào việt hằng ạ à. À, xin chào mc việt cường và các quý vị khán giả à, vâng thưa chị à, thật sự là chúng tôi rất là muốn biết là từ thực tế nào mà chị đã đặt hết tâm quyết vào việc là chúng ta nghiên cứu cái công nghệ ai để mà ứng dụng vào cái việc là nội soi tiêu hóa ạ à? thật ra thì việt nam là một quốc gia mà gánh nặng bệnh tật về tiêu hóa rất là lớn và tại các đơn vị nội soi trong cả nước thì số lượng bệnh nhân mà phải tiến hành can thiệp nội soi ở hàng ngày rất là đông chính vì vậy nên là nó cũng tiềm ẩn nguy cơ là bỏ sót tổn thương thì trong quá trình mà đi về các tuyến cũng như là trong quá trình thực hành hàng ngày thấy được cái nhu cầu rất là lớn làm thế nào để cải thiện chất lượng của dịch vụ nội soi để tránh bỏ sót tổn thương cho bệnh nhân và vì vậy cho nên là chúng tôi quyết định là sẽ khởi động cái dự án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ở trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa với hy vọng là sẽ là một cái công cụ giúp cho các bác sĩ giảm thiểu được cái việc bỏ sót tổn thương trong quá trình nội soi. Vâng ạ, à. À, thật sự là khi mà chúng ta nhắc đến bệnh lý về tiêu hóa thì là một cái bệnh lý mà rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta mắc phải và đây cũng được đánh giá là một trong những cái bệnh lý khó. Vì sao chị lại chọn cái bệnh lý về nội soi tiêu hóa để mà chúng ta á, ứng dụng một cái công nghệ mà tôi nghĩ cũng còn khá là mới mẻ đó chính là AI ạ? À? à uh, lý do thì bắt đầu từ việc là số lượng bệnh nhân nội soi rất là nhiều mà trong khi đó ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng thì đều nằm trong uh, top 10 loại ung thư nhiều nhất ở Việt Nam. Vì vậy cho nên là trách nhiệm của người bác sĩ tiêu hóa, trách nhiệm của người bác sĩ làm nội soi đó là chúng tôi phải cố gắng phát hiện các tổn thương sớm của ung thư hoặc các tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Và vì vậy nên cái việc ứng dụng AI sẽ giúp cho các bác sĩ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực cũng như là tiết kiệm được thời gian và tránh bỏ sót tổn thương. À, cái việc ứng dụng AI này thì trên thế giới trong khoảng độ 4 đến 5 năm nay đã phát triển rất là mạnh và cho thấy những kết quả rất đáng khích lệ và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng à, không có lý gì mà tại Việt Nam là một nơi mà chúng ta đang thiếu hụt, đang cần nhiều như vậy mà chúng ta lại không thể triển khai được cái kỹ thuật này dạ vâng ạ à. À, chị đánh giá như thế nào về việc là chúng ta nghiên cứu AI trong đoạn soi tiêu hóa nó sẽ giải quyết được những cái bài toán gì của ngành y tế ở trong cái thời điểm hiện nay à, thưa chị À, thật ra thì à, khi ứng dụng à, ai ở trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa thì ừ. nó cũng có nhiều cách ví dụ như là à, có thể sử dụng ai giống như là một à, công cụ để hậu kiểm sau khi nội soi xong thì à, à, phần mềm có thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể chạy lại tất cả các video nội soi của bác sĩ ừ. để xem có bỏ sót tổn thương không để đánh giá chất lượng cuộc nội soi có đảm bảo không thì đấy là một cách ứng dụng nhưng cách ứng dụng thứ hai là cách mà các bác sĩ nội soi thích hơn đó là ngay trong quá trình mà làm nội soi thì ai sẽ là một cái hệ thống được tích hợp ngay tại chỗ để có thể giúp các bác sĩ đánh giá mức độ sạch cũng như là đánh giá cái tổn thương có thể phát hiện được và hiện giờ thì cũng có thể giúp các bác sĩ là đưa ra cái dự đoán là liệu tổn thương này là lành tính hay tổn thương này là ác tính để từ đó thì cũng sẽ có cái cân nhắc là mình có nên sinh thiết hoặc có nên làm thủ thuật gì với cái tổn thương đó không thì đấy là những cái ứng dụng rất thực tế mà hiện tại các thuật toán ai ở trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa chúng tôi kỳ vọng là sẽ làm được như vậy dạ vâng ạ à. vậy thì uh, hiện nay trong cái việc là chúng ta uh, nghiên cứu và ứng dụng AI ở trong cái việc nào sẽ tiêu hóa và rất nhiều những cái bệnh lý khác thì uh, theo chị chị nghĩ là về cái việc mà chúng ta ứng dụng AI nó sẽ thể hiện rõ nhất ở cái phần công đoạn phần việc nào cụ thể để cho giảm tải được cái công việc của của con người ạ à? thì khi mà có ai ở trong uh, nội soi ấy, thì nó sẽ hiểu một cách đơn giản là nó sẽ không làm cho cái thời gian nội soi của bác sĩ bị kéo dài ra đâu yeah. mà là trên thực tế ví dụ khi mà chúng tôi tiến hành nhiều ca nội soi trong ngày như vậy thì cũng sẽ có những lúc chúng tôi cảm thấy mệt mỏi cũng sẽ có những lúc mà có những tổn thương rất là bé hoặc ở vị trí rất là khó chúng tôi có thể không quan sát được thì khi mà tiến hành nội soi thì cái uh, phần mềm mà tích hợp trí tuệ nhân tạo như vậy nó sẽ hiện ra một cái màn hình song song và nó sẽ báo luôn cho chúng tôi là ở cái vị trí này sẽ hiện ra một cái ô cái khung là có tổn thương và như vậy chúng tôi có thể quay lại để xác định xem có đúng là có tổn thương ở đó không và sau đó thì một bước cao hơn nữa là thuật toán có thể đưa ra cái dự đoán là bao nhiêu phần trăm là cái tổn thương này có nguy cơ là ác tính nếu như thuật toán hiện ra là 80 hoặc 90 phần trăm cái tổn thương này nguy cơ là ác tính vậy thì như vậy đây là một cái cảnh báo rất là tốt để chúng tôi có thể tiến hành hành quan sát kỹ hơn, tiến hành sinh thiết hoặc là hội trần cho những ca bệnh khó. Ừ. Đặc biệt là đối với các bác sĩ mà còn chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là các bác sĩ ở các tuyến cơ sở, ừ. thì cái việc mà ứng dụng AI trong nội soi tiêu hóa ấy, ngoài mang ý nghĩa là giúp tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ thì nó còn mang ý nghĩa đào tạo rất là lớn. Tại vì chúng ta sẽ học được từ chính cái người bạn đó là công cụ AI trong quá trình phát hiện tổn thương. À, vâng thưa quý vị, luôn tiến bước và không dừng học hỏi, cũng như là không ngừng nghiên cứu thì bác sĩ Đào Việt Hằng của chúng ta đã khẳng định năng lực chuyên môn, trở thành tiến sĩ năm 29 tuổi, được phong hàm phó giáo sư vào năm 35 tuổi. Chỉ dành nhiều tâm quyết với ứng dụng chuyển đổi số, phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa Và đây là ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam góp phần phát hiện các tổn thương. Thành xây dựng mô hình nghiên cứu các tổn thương trong dạ dày với AI. Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của một số bệnh lý như loét dạ dày, ung thư, tiền ung thư, Kỳ vọng của nhóm là AI sẽ giúp bác sĩ ngay trong quá trình nội soi, hạn chế nguy cơ bỏ sót tổn thương đường tiêu hóa. Những dữ liệu với hình ảnh và video này cũng có thể là giáo trình cho bác sĩ vùng sâu vùng xa, giúp họ nâng cao tay nghề. Nếu mà muốn ngành có những cái bước phát triển đột phá, đặc biệt là hội nhập quốc tế thì cần những bạn trẻ phải tiên phong và dấn thân vào con đường khoa học như vậy. Học y bình thường nó cũng đã khó rồi thế mà bác sĩ Đào Việt Hằng lại còn nghiên cứu sâu hơn rồi là thể hiện các nghiên cứu của mình ở các xuất bản quốc tế có thể nói đấy là một cái nỗ lực hết sức là lớn bền bỉ ngành y và nhà trường rất cần những bạn trẻ như vậy với sức trẻ đầy triển vọng những bác sĩ nhà khoa học như phó giáo sư tiến sĩ Đào Việt Hằng sẽ tiếp tục đạt thành công mới với mục tiêu giúp người bệnh được chẩn đoán kịp thời điều trị hiệu quả. dạ vâng ạ à. rõ ràng là khi mà chúng ta tiết kiệm được về mặt thời gian cũng như là hỗ trợ về mặt nhân lực đó cũng là một cái thành công rất là lớn rồi À, vâng thưa thì chị quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nghiên cứu AI ứng dụng trong nội soi tiêu hóa là một cái hướng đi rất là mới và thực sự là đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa có những cái công trình nghiên cứu hay là những cái kết quả tham khảo ở nhiều nơi trên thế giới vậy thì nếu như mà chúng ta xét về những cái ngày đầu mà chúng ta bắt đầu với cái dự án này thì cái sự trăn trở cái lúc nào mà cái đỉnh điểm cái sự khó khăn nhất mà mình phải vượt qua thưa chị ừ, thật ra thì cái dự án này chúng tôi ấp ủ từ cách đây 4 đến 5 năm cơ yeah. nhưng mà tại thời điểm bốn năm năm trước ý, thì đúng như việt cường có chia sẻ đó là cái việc khó nhất chính là xây dựng cái bộ cơ sở dữ liệu lớn yeah. bởi vì để mà có thể tập huấn được cho uh, thuật toán có thể phát hiện tốt tổn thương thì chúng ta phải có một tập dữ liệu rất là lớn và tập dữ liệu đó lại phải được chuẩn hóa vẽ khoanh vùng nhận định tổn thương bởi chính các bác sĩ nội soi có kinh nghiệm yeah. thì trên thực tế trên thế giới cũng có uh, một vài cái bộ dữ liệu được công bố uh, để cho các nhóm nghiên cứu về ai có thể tham khảo sử dụng nhưng mà các bộ dữ liệu này thì có cái số lượng ảnh rất là hạn chế thường là chỉ có khoảng 1.000 ảnh ở uh, trong một loại tổn thương cũng như là các chế độ ánh sáng và độ phân giải của ảnh ở trong các bộ ảnh đó thì thuộc các cái uh, hệ thống máy cũ cho nên là chất lượng không được tốt. Vì vậy cho nên là bắt buộc chúng tôi phải tự xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu mới phù hợp với uh, đặc thù hình ảnh tổn thương nội soi tại Việt Nam, phù hợp với các hệ thống máy, các chế độ ánh sáng tại Việt Nam cũng như là điều này thì đòi hỏi công sức rất lớn của các bác sĩ bởi vì các bác sĩ nội soi sẽ phải thu thập ảnh cũng như là sẽ phải uh, vẽ phải khoanh vùng phải phân phân loại mức độ tổn thương thì công cuộc này là chiếm nhiều thời gian và công sức nhất trong quá trình mà hình thành cái bộ cơ sở dữ liệu. Dạ. À, tôi thấy là chị là một trong cái thế hệ mà phải gọi là nhà khoa học trẻ nè năng động nè và chắc có lẽ là vì là chúng ta đã phải trải qua những cái năm tháng đại dịch rất là vất vả rồi. Có phải chăng vì cái lẽ đó mà chị đã phát triển ra một cái hệ thống, một cái app để hỗ trợ cho những cái bệnh nhân của chúng ta nội so về tiêu hóa đại tràng? Chị có thể nói qua về cái app này và nguyên nhân vì sao chị có lại cho ra đời và thử nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cái app này hay không ạ? Ừ, thật ra thì xuất phát từ việc là khi mà nghiên cứu về ứng dụng AI ở trong nội soi tiêu hóa ấy, thì tôi cảm thấy đó là đang tiếp cận dưới góc nhìn của bác sĩ. Thế còn khi mà tiếp cận dưới góc nhìn của người bệnh ấy, thì mình sẽ thấy là người bệnh mong muốn được hỗ trợ rất là nhiều và cái nhu cầu của người bệnh đó là khi mà tiến hành nội soi người bệnh phải biết được nguy cơ phải biết được lợi ích cũng như là phải biết được là khi nào tôi uống thuốc như vậy thì được coi là sạch và nếu có vấn đề gì mà trong quá trình uống thuốc thì tôi sẽ phải liên hệ với ai. Thế thì đặc thù ở việt nam là khi mà các bệnh nhân đến để nội soi đại tràng ấy, cái lượt để mà đợi rất là lâu và đôi khi người bệnh cảm thấy rất là vất vả trong quá trình uống thuốc đến mức nhiều bệnh nhân cũng phàn nàn là họ cảm thấy rất sợ cái việc đi soi đại tràng chính vì vậy nên là tôi mới mong muốn là cùng với các đồng nghiệp phát triển ra cái app làm sạch đại tràng để hỗ trợ cho người bệnh thì trong quá trình mà triển khai cái app này thì chúng tôi cũng có tiến hành các khảo sát để xem nhu cầu mong muốn cũng như những khó khăn của người bệnh là gì thì sau đó chúng tôi phát triển các cái tính năng ví dụ như là các bộ câu hỏi để mà sàng lọc những yếu tố nguy hiểm của người bệnh trước khi mà người bệnh tiến hành nội soi cũng như là trong quá trình nội soi thì được cài đặt cái phác đồ uống thuốc theo đúng như chỉ dẫn của bác sĩ và sau đó thì sẽ có thời gian nhắc người bệnh đến thời điểm nào cần uống thuốc, thời điểm nào cần phải xoa bụng rồi làm sao để nhận định người bệnh tự nhận định được là cái việc mà đi ngoài của mình đã đạt được ở cái mức độ mà có thể tiến hành nội soi được thì tất cả những cái việc đó sẽ giúp cho quá trình chuẩn bị của người bệnh dễ dàng hơn bởi vì họ cảm thấy là họ được tham gia vào quá trình này một cách chủ động hơn và nếu có vấn đề gì thì họ cũng có một người bạn hỗ trợ và là một kênh liên lạc với nhân viên y tế tốt hơn. Vâng ạ. À, vậy thì đối với cái tính năng nổi bật của cái app này là gì và người bệnh sẽ được hưởng cái lợi ích gì từ cái tính năng nổi bật này thì chị? ờ đối với cái app này thì tôi nghĩ là có hai cái tính năng nổi bật nhất yeah. ờ, tính năng thứ nhất đó chính là nhắc về từng bước trong quá trình uống thuốc và theo dõi khi mà người bệnh có dấu hiệu báo động và tính năng thứ hai đó chính là giúp cho người bệnh nhận định được khi nào họ đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc nội soi đại tràng. Ừ. Thì có lẽ đấy chính là những cái tính năng nổi bật nhất. Và khi mà tiến hành khảo sát về mức độ hài lòng của người bệnh khi mà sử dụng app ý, thì chúng tôi thấy là hơn 90% bệnh nhân là cảm thấy rất là hài lòng. Cũng như là khi mà đánh giá về mức độ sạch của nhóm bệnh nhân mà sử dụng app ý, so với nhóm mà được hướng dẫn thông thường thì các bác sĩ nội soi cũng nhận định thấy là cái quá trình chuẩn bị mà có sự hỗ trợ của app thì giúp cho đại tràng sạch hơn một cách đáng kể so với quá trình chuẩn bị thông thường thì đó là những cái tín hiệu ban đầu rất đáng khích lệ mà tôi nghĩ là có thể thực tế triển khai ở các đơn vị cái app này ừ dạ vâng ạ à. đó là một cái hướng đi mà chúng ta thấy là cái việc chuyển đổi số trong ngành y cũng cần phải hướng tới à, rõ ràng là mình là người tiên phong trong cái việc là nghiên cứu cũng như là một trong những người là chuyển đổi số à, rất là nhanh chóng của ngành y rồi việc ứng dụng ai vào cái công tác là nội soi thì nó cũng sẽ à, trong thời gian tới tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu lớn về cái nguồn dữ liệu thì theo chị là khi mà chúng ta đã có được cái nguồn cơ sở dữ liệu lớn như vậy rồi thì mình có thể là sang sẻ cái nguồn dữ liệu này hay làm mình giữ lại để làm cho cái mục đích mình nghiên cứu thêm những cái đề tài khoa học khác theo chị là hướng đi nào? Đối với cá nhân tôi mà nói thì tôi nghĩ là dữ liệu là rất là quý và chỉ có bộ cơ sở dữ liệu lớn thì mới có thể giúp chúng ta xây dựng các thuật toán hoặc là các mô hình đánh giá một cách chính xác và hiệu quả. Yeah. Nhưng mà dữ liệu này thì không không phải là của riêng ai mà khi có bộ cơ sở dữ liệu này thì tôi cũng rất mong muốn được chia sẻ với các nhà khoa học trong cùng lĩnh vực cũng như là các đồng nghiệp và thật ra thì mong muốn của tôi sau khi kết thúc các dự án về AI đó là sẽ đưa bộ dữ liệu này cho liên tri hội nội soi tiêu hóa Việt Nam để sử dụng nó như là một cái bộ thư viện điện tử, giữ một cái bộ thư viện lớn để các bác sĩ nội soi có thể tiếp cận giống như là một thư viện để có thể học các cái tổn thương mới cũng như là sử dụng AI như một người bạn để tham gia vào công tác đào tạo. Tuy nhiên thì dữ liệu của ngành y thì cũng có một đặc thù đó là phải có tính bảo mật. Vì vậy cho nên là với những cái dự án như vậy chúng tôi cũng vẫn song song với việc đó là chúng tôi cũng vẫn phát triển các cái các cái tài liệu để mà hướng dẫn cũng như là uh, giúp cho các quý đồng nghiệp ở các đơn vị khi mà tiếp cận với cái nguồn dữ liệu này thì cũng sẽ biết được đấy là mình cũng cần phải uh, bảo mật thông tin và trong quá trình xử lý tất cả các dữ liệu này thì chúng tôi đều uh, tiến hành ẩn danh để đảm bảo việc là uh, danh tính của người bệnh khi mà uh, có các cái ảnh nội soi hoặc các video nội soi tham gia vào cái bộ cơ sở dữ liệu này thì hoàn toàn là được bảo mật thông tin dạ ừ, vâng à. À, rõ ràng là chúng ta thấy là um, trong cái cuộc sống ngày nay thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là một cái hướng đi chắc chắn phải là cái hướng đi tất yếu rồi và nó không giới hạn ở bất kỳ một ngành nghề 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 nào cả và kể cả ngành y và chị thì cũng đã trải qua được những cái khó khăn ban đầu trong cái việc là nghiên cứu cái dự án này và ứng dụng cái công nghệ ai vào nội soi tiêu quá thật sự là tôi rất muốn chị chia sẻ là trong những ngày đầu tiên đó cái dự án của mình mình có nhận được cái nguồn hỗ trợ từ đâu không hay là mình phải tự thân vận động tất cả mọi thứ đối với các dự án chuyển đổi số có lẽ là không phải chỉ trong ngành y tế mà trong các ngành khác thì việc nhận được sự hỗ trợ là vô cùng quan trọng bởi vì đây là dự án rất là lớn để mà thu thập được một cơ sở dữ liệu lớn như vậy rồi để có sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế hoặc các chuyên gia công nghệ thông tin thì thật sự là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân không thể nào mà có thể làm được. Và chúng thật ra thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi cũng rất may mắn đó là chúng tôi được có uh, sự hỗ trợ của Bộ Khoa học Công nghệ và quỹ VinIF. Các dự án của chúng tôi thì nằm trong uh, đề tài uh, khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là đề tài được quỹ VinIF tài trợ. Vì vậy chúng tôi có nguồn kinh phí để triển khai các cái dự án này. Ngoài ra thì tôi cũng có may mắn đấy là có các đối tác ở nước ngoài. Thì các thầy, các chuyên gia ở nước ngoài thì đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai một số những dự án tương tự và họ sẵn sàng rất nhiệt tình giúp đỡ cho các chuyên gia tại Việt Nam dưới góc độ là đưa ra những ý kiến chuyên môn hết sức là xác đáng cũng như là trong quá trình triển khai khi mà có khó khăn thì chúng tôi cũng có thể yêu cầu họ giúp đỡ về mặt chuyên môn thì đây là những cái sự hỗ trợ rất là quý quý để các đề tài có thể thực hiện được. Vậy thì trong thời gian tới chị mong muốn là các cấp cơ quan quản lý nhà nước sẽ có sự hỗ trợ gì thêm cho mình. Có thể đó là về cái công cụ về chính sách chẳng hạn để mình có thể là thực hiện thêm nhiều những cái dự án về nghiên cứu khoa học như vậy nữa. Hiện tại thì ở Bộ Khoa Công Nghệ có chương trình trọng điểm là KC 4.0. Yeah. Thì đây chính là chương trình mà các dự án xây dựng các thuật toán AI ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội khoa học kỹ thuật là chúng tôi thường là sử dụng nguồn kinh phí từ dự án này và đạt được uh, những cái thành tựu mà tôi nghĩ là đóng góp cho xã hội rất là nhiều. Ừ. Ngoài ra thì quỹ VinIF cũng là một cái nguồn lực hỗ trợ rất là lớn cho các dự án về chuyển đổi số tại Việt Nam. Uh, tuy nhiên về mặt chính sách ý, thì thật ra là cá nhân tôi dưới góc độ là một nhà nghiên cứu thì tôi rất mong là sau khi mà các đề tài được hoàn thành thì sản phẩm của chúng tôi nó sẽ không chỉ dừng ở một hệ thống hoặc một thuật toán mà chúng tôi rất mong muốn là nó có thể triển khai tại các đơn vị y tế và vì vậy nó sẽ còn một bước tiếp theo nữa đó là bước thẩm định và xin được cấp phép của Bộ Y tế thì hiện tại cũng chưa có nhiều những hướng dẫn cụ thể từ phía các bộ ban ngành là với các sản phẩm mà được tích hợp về thuật toán AI thì liệu là cái phần thẩm định cũng như là các kết quả trả của những công cụ, những sản phẩm này có được công nhận hay không? Thì tôi cũng rất hy vọng là trong 1-2 năm tới thì chúng tôi cũng như là nhiều nhóm nghiên cứu khác trong y tế sẽ được hỗ trợ thêm về hành lang pháp lý để sản phẩm của chúng tôi có thể thật sự đến được với các cơ sở y tế và đến được với các bác sĩ và người bệnh của chúng ta. À, vâng thưa quý vị, giá trị của AI nằm ở ba yếu tố là tốc độ, cắt giảm chi phí và độ chính xác. Trong chăm sóc sức khỏe thì các yếu tố này càng có ý nghĩa nhiều hơn nữa. Hiện nay thì ngành y tế các nước đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng AI, robot để bác sĩ tham khảo và đưa ra phát đồ điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực y tế đang trở thành xu hướng nổi bật ở nhiều quốc gia phát triển. Theo báo cáo từ công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey Company, AI hiện là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe ở nhiều nước như Phần Lan, Đức, Anh, Israel, Trung Quốc và Mỹ. AI có nhiều ứng dụng trong việc điều trị và ứng phó với đại dịch, chẳng hạn như ở Singapore năm 2021. Đại học Quốc gia Singapore đã sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo AI và các thí nghiệm virus sống để tìm ra một hỗn hợp thuốc tối ưu với liều lượng chính xác nhằm điều trị COVID-19. Việc định lượng thuốc đòi hỏi một sự chính xác và không thể tính toán một cách tùy tiện, cần được giải quyết bằng trí tuệ nhân tạo. AI đang phục vụ trong các bệnh viện từ chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu lâm sàng đến phát triển y dược và bảo hiểm. Các ứng dụng AI đang cách mạng hóa ngành y tế, giúp giảm chi tiêu và cải thiện công tác điều trị bệnh nhân. Phân tích của AI có thể giúp đội ngũ bác sĩ hiểu thêm về nguy cơ gây bệnh từ di truyền, ăn uống, môi trường làm việc, mức độ ô nhiễm không khí tại địa phương và can thiệp để ngăn chặn điều đó xảy ra. Theo diễn đàn kinh tế thế giới WEF, tới năm 2030, các hệ thống y tế áp dụng AI có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động tức là theo dõi và chẩn đoán các nguy cơ gây bệnh vâng thưa quý vị trong phần đầu chương trình thì tôi có nói vui với chị hằng như thế này là không biết là với cái ai trong nội soi tiêu hóa này thì các bác sĩ của chúng ta sẽ có nhàn hơn hay không và đôi khi là sau này khi mà chúng ta đi đến mà nội soi tiêu hóa hay là khám chữa bệnh mà nếu có ai rồi thì chúng ta có còn gặp bác sĩ được hay không thì chị hằng có chia sẻ là không ạ à, ai nó chỉ hỗ trợ công việc cho các bác sĩ của chúng ta cũng như là nâng cao cái trải nghiệm cho những cái người đến khám chữa bệnh mà thôi thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng rất là an tâm vậy thì với những cái sự nâng cao nâng cấp về mặt khám chữa bệnh như vậy thì trong tương lai chị có dự định là mình sẽ phát triển và nghiên cứu thêm những cái dự án ứng dụng AI trong nội soi tiêu hóa hay là thêm một cái lĩnh vực nào khác hay không ạ? À, thật ra thì trong tương lai cái việc mà sau khi kết thúc hai dự án này, điều mà tôi mong muốn nhất ý, đó chính là xây dựng được một nền tảng đào tạo trực tuyến mà nền tảng đào tạo trực tuyến cho các bác sĩ nội soi ở vùng sâu vùng xa ở các cơ sở y tế địa phương chưa có nhiều cái điều kiện để có thể lên học tại các cơ sở y tế lớn thì tôi rất hy vọng là với cái nền tảng trực tuyến này thì sẽ được tích hợp luôn thuật toán AI mà chúng tôi đã xây dựng cũng như là sử dụng luôn thư viện điện tử chính là bộ cơ sở dữ liệu mà chúng tôi cũng đã xây dựng thì khi đó cái việc đào tạo cho các bác sĩ nội soi sẽ tốt hơn rất là nhiều và sẽ được có chuẩn hóa trong cả nước thì nếu mà như vậy thì không phải là chỉ những người người bệnh ở các cơ sở y tế lớn có AI hỗ trợ mới được hưởng lợi mà là những người bệnh ở những đơn vị cơ y tế cơ sở với các bác sĩ nội soi được đào tạo tốt hơn cũng sẽ được hưởng lợi từ các dự án này. Ừ, dạ vâng ạ. À. Bây giờ thì chắc là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều khán giả cũng sẽ quan tâm. Đây tôi nghĩ không phải là một câu hỏi riêng đâu, riêng của chị nhưng mà sẽ là một cái câu hỏi chung của rất là nhiều những người trẻ. Thật sự là chị là một trong những người phụ nữ mà phụ nữ thì người ta gọi là tường mình nên là phải yếu nhưng mà tôi thấy là mình thật sự là không yếu khi mà ở cái độ tuổi chỉ 35 tuổi ở cái độ tuổi rất là đẹp của một một đời người mà chị đã được phong cái học hàm là phó giáo sư rồi. Thì thì đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người có thể theo đó mà 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 học hỏi đúng không? <laughs> thật ra thì tôi cũng không thích sử dụng từ phái yếu ừ. bởi vì theo tôi thì trong tất cả các ngành nghề thôi ừ. cũng như là trong nghiên cứu khoa học hoặc là trong lĩnh vực y tế ừ. thì nam giới và nữ giới thì luôn có những thế mạnh riêng và chẳng hạn nữ giới của chúng tôi thì tôi nghĩ là thế mạnh của nữ giới đó chính là sự linh hoạt ừ. và bản thân tôi trong quá trình nghiên cứu cũng như là trong quá trình giảng dạy và làm bác sĩ thì tôi cũng cảm thấy là cái khả năng mà thích ứng với nhiều cái hoàn cảnh khó khăn của mình cũng tương đối là tốt và đó cũng có thể là một trong những yếu tố tạo ra cái động lực khiến cho mình luôn giàu năng lượng và luôn muốn làm nhiều hơn à, ngoài ra thì tôi cũng rất may mắn đó là được sự hỗ trợ rất là nhiều từ gia đình từ đồng nghiệp từ các thầy cô à, đi trước cho nên là à, tôi mới có may mắn được à, dấn thân trong cái con đường nghiên cứu khoa học như bây giờ dạ vâng ạ à. à, thật sự là tôi đồng quan điểm với chị bởi vì chúng ta thấy là người phụ nữ ngày càng có nhiều những cái vai trò quan trọng cụ thể như là tại chị Hằng của chúng ta đây cũng đang đảm nhận cái vị trí là chủ tịch mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu và để kết nối các nhà khoa học trẻ thuộc rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau lại với nhau thì theo chị là trong tương lai với những cái dự định kế hoạch gì chúng ta sẽ triển khai khi mà chị đảm nhận cái 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 cương vị này mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập từ năm 2018 và cho đến nay thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi mà các trí thức trẻ trong và ngoài nước kết nối lại với nhau. Và một điểm tốt nữa đó là sân chơi này là đa ngành và vì vậy chúng tôi có rất nhiều cơ hội được giao lưu với các trí thức trẻ ở các ngành khác, được mở rộng cũng như là giúp cho cái việc tiến hành các nghiên cứu liên ngành đa ngành cũng như là tiến hành các cái mối quan hệ hợp tác giữa các viện trường nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thế thì trong năm nay có lẽ là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục diễn đàn, tổ chức diễn đàn lần thứ năm cũng như là sẽ có các cái hoạt động bên lề để tạo ra các cái nhóm nghiên cứu mạnh. Thì chúng tôi đều có một ấp ủ và một mong muốn đó là sẽ đưa các sản phẩm nghiên cứu của mình trở thành những sản phẩm mang tính thiết thực áp dụng được trong đời sống cũng như là sẽ đưa các trí thức trẻ ở ngoài nước về với Việt Nam nhiều hơn và hỗ trợ kết nối với các trí thức trẻ trong nước một cách tốt hơn. Vâng à, à ngày hôm nay thì bên cạnh việc là chúng ta chia sẻ thì có một cái phần mà tôi nghĩ rằng là à, chị cũng sẽ cảm thấy bất ngờ với chương trình bởi vì chúng tôi sẽ đưa ra những cái từ khóa và ngày hôm nay thì phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hằng sẽ có cái sự chia sẻ riêng về những cái từ khóa. À, cái từ khóa đầu tiên chúng tôi muốn đưa đến. À bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây ạ, à. đó chính là từ khóa người bệnh 4.0. Vâng à, ảnh chúng ta nghe công nghệ 4.0 rồi đúng không ạ? À? Người bệnh 4.0 là sao chị nghĩ như thế nào về cái từ khóa này? À, tôi nghĩ người từ khóa này là một từ khóa rất là hay yeah. bởi vì ờ um, um chúng ta nghe nói đến bác sĩ 4.0, dạ, y tế 4.0 và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến một từ mới đó là người bệnh 4.0. Tôi nghĩ người bệnh 4.0 chính là người bệnh của thời đại chuyển đổi số khi mà người bệnh có trong tay tất cả các công cụ để tìm hiểu về bệnh của mình, để tìm hiểu về cơ sở y tế, để tìm hiểu xem là nơi nào là nơi trang thiết bị tốt nhất để có thể chữa được bệnh lý cho mình. Nhưng mà chính vì như vậy cho nên lại đòi hỏi đặt gánh nặng lên vai các bác sĩ, các đơn vị y tế là chúng ta phải cải thiện chất lượng dịch vụ thật tốt vì bây ừ. giờ người bệnh của chúng ta là người bệnh rất thông minh, ừ. có thể tìm hiểu mọi thông tin ở trên mạng trước khi mà đến gặp bác sĩ rồi đúng. và vì vậy chắc chắn là người bệnh của chúng ta sẽ có những yêu cầu riêng ừ. uh, cao hơn rất là nhiều. À, vâng đó cũng là một cái thách thức đó đúng không ạ? À? Người bệnh 4.0 cũng là một cái thách thức. Bây giờ một cái thách thức tiếp theo nó liên quan à chuyển đổi số cái từ khóa chuyển đổi số thì nó rất là quen rồi tôi nghĩ là bất kỳ một lĩnh vực một ngành nghề nào khi mà bây giờ bắt buộc yêu cầu tôi thấy là nhiều nơi người ta yêu cầu bắt buộc là phải chuyển đổi số luôn thì đối với ngành y thì sao chuyển đổi số thì chị tôi nghĩ là đối với ngành y tế thì chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và nó sẽ giúp tiết kiệm được nguồn nhân lực rất là nhiều đặc biệt là ở những nơi mà còn nhiều khó khăn và còn nhiều hạn chế đương nhiên là giai đoạn bắt đầu thì cũng sẽ có những khó khăn nhất định nhưng mà tôi vẫn luôn luôn có niềm tin là khi mà thực hiện thành công chuyển đổi số thì cả đối với hệ thống y tế đối với bác sĩ cũng như là đối với người bệnh thì chúng ta sẽ được thụ hưởng cái chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn rất nhiều dạ vâng ạ xin được cảm ơn cái phần chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đào việt hằng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay À, vâng, thưa quý vị, tại Việt Nam thì khảo sát cho thấy là xuất phát từ nhu cầu các bác sĩ trong lĩnh vực nội soi đều mong muốn là có sự lưu thông về mặt dữ liệu, nè có sự hỗ trợ của AI trong thực hành cũng như là trong nghiên cứu đào tạo. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi không chỉ phù hợp với xu thế chuyển đổi số y tế 4.0 mà còn là hướng đi cần thiết giúp nâng cao tỷ lệ phát hiện cũng như là tránh bỏ sót tổn thương cũng như là tiết kiệm nguồn lực y tế đang bị thiếu hụt. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Việt Hằng đã tham gia chương trình Việt Nam On của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Việt Cường và các quý vị khán giả. vâng, à, Bây giờ thì phần cuối của chương trình sẽ là phần tin chuyển đổi số 247. À, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Sở hữu kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ cloud đầu tiên tại Việt Nam trong những năm qua vnpt đã không ngừng nghiên cứu phát triển hợp tác cùng các tập đoàn công nghệ danh tiếng trên thế giới để mang đến các dòng sản phẩm đám mây chất lượng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng tổ chức doanh nghiệp vnpt cloud hiện được đánh giá là sản phẩm nội địa toàn diện nhất mang lại cho người dùng việt nam dịch vụ đám mây với mức độ an toàn bảo mật cao chi phí hợp lý là đối tác tin cậy đồng hành cùng sự phát triển của chính phủ số quốc gia số nền kinh tế số là doanh nghiệp đi tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia vnpt luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội của mình qua đó các sản phẩm công nghệ của vnpt ngày càng hướng tới tiêu chí xanh an toàn bảo mật giúp khách hàng hoàn toàn an tâm gửi gắm dữ liệu quan trọng phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh